Thưa quý vị, cách nay vài ngày, Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu luật sư lần thứ nhất loan báo, Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ nhất sẽ diễn ra trong các ngày từ 10 tháng 5 đến 12 tháng 5. Trước thông tin này, tạp chí Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận định đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự phát triển của nghề luật sư ở Việt Nam. Nhận định vừa kể liệu có sát với các diễn biến trong thực tế và có đúng với cảm nhận của giới luật sư hay không? Phóng viên Trinh Văn của Ban Việt ngữ đài chúng tôi tìm hiểu và tường trình. Dù hệ thống tòa án nhân dân xuất hiện tại miền Bắc từ giữa thập niên 1940, rồi hình thành vào giữa thập niên 1970 ở miền Nam, nhưng mãi đến năm 1987, Việt Nam mới ban hành những quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thành lập các đoàn luật sư và việc hành nghề luật sư. Từ đó đến nay, các quy phạm pháp luật về luật sư liên tục được sửa đổi. Năm 2001, pháp lệnh luật sư đầu tiên ban hành năm 1987 được thay thế bằng một pháp lệnh luật sư mới. Đến năm 2006, pháp lệnh luật sư 2001 tiếp tục được thay thế bằng luật luật sư, loại văn bản pháp quy có giá trị cao hơn pháp lệnh. Điều đó cho thấy vị trí, vai trò của luật sư trong sinh hoạt xã hội đã khác trước. Tuy pháp lệnh luật sư năm 2001 và luật luật sư năm 2006 cùng đề cập đến việc cần có một tổ chức luật sư toàn quốc làm đại diện cho giới luật sư ở Việt Nam, nhưng đến nay, các đoàn luật sư tại Việt Nam vẫn là những tổ chức độc lập với nhau. Thành viên của các đoàn luật sư trực tiếp bầu ra ban chủ nhiệm, hội đồng khen thưởng và kỷ luật. Về phía nhà nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ ban hành quyết định thành lập đoàn luật sư trong địa phương của mình, và Bộ Tư pháp chỉ giữ vai trò giám sát hoạt động của các đoàn luật sư. Tháng 10 năm 2006, Bộ Tư pháp Việt Nam chính thức giới thiệu đề án thành lập tổ chức luật sư toàn quốc. Theo đó, tên gọi chính thức của tổ chức luật sư toàn quốc sẽ là Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Bộ Tư pháp cho biết, sẽ thành lập Hội đồng Luật sư lâm thời toàn quốc để tổ chức Đại hội đại biểu luật sư lần thứ nhất, qua đó lập ra Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tuy nhiên, ngay sau đó, luật sư Nguyễn Đăng Chừng, chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã thay mặt Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh gửi kiến nghị khẩn cấp, đề nghị Thủ tướng Việt Nam và Bộ trưởng Tư pháp không chỉ định bất kỳ cán bộ nào đại diện Bộ Tư pháp làm thành viên của Hội đồng Luật sư lâm thời toàn quốc. Trong kiến nghị khẩn cấp ký ngày 20 tháng 10 năm 2006, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc Bộ Tư pháp đưa hai đại diện của mình làm thành viên Hội đồng Luật sư lâm thời và dự kiến cơ cấu một người làm chủ tịch, một người làm phó chủ tịch kiêm trưởng ban thư ký là vi phạm nguyên tắc kết hợp quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư được quy định tại luật luật sư. Phản ứng của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và dư luận trong giới luật sư trên toàn quốc đã khiến việc thực hiện đề án thành lập tổ chức luật sư toàn quốc bị khựng lại. Mãi 15 tháng sau, vào ngày 16 tháng 1 năm 2008, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam mới phê duyệt đề án thành lập tổ chức luật sư toàn quốc. Khi phê duyệt đề án, Thủ tướng Việt Nam xác định, người đứng đầu tổ chức luật sư toàn quốc phải là người có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, am hiểu sâu sắc nghề luật sư và thực tiễn hoạt động luật sư ở Việt Nam, có khả năng lãnh đạo, dẫn dắt và thuyết phục đối với đội ngũ luật sư. Cho dù Thủ tướng Việt Nam yêu cầu, trong năm 2008, phải thực hiện xong đề án thành lập tổ chức luật sư toàn quốc, nhưng đến nay, tháng 4 năm 2009, Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn chưa ra đời. Khi được báo điện tử Việt Nam Net hỏi, vì sao lại chậm trễ như vậy? Ông Lê Thúc Anh, Chủ tịch Hội đồng Lâm thời Luật sư Toàn quốc cho biết, đây là một tổ chức nghề nghiệp đặc thù, nên công tác nhân sự tương đối phức tạp. Còn ông Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Lâm thời Luật sư Toàn quốc thì tiết lộ, dù đã động viên nhiều luật sư giỏi tham gia, nhưng họ đều từ chối vì bận công việc. Luật sư Nguyễn Trọng Tị, Đoàn Luật sư Hà Nội, thành viên Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu luật sư lần thứ nhất, giải thích thêm lý do khiến công tác nhân sự tương đối phức tạp. Nói chung là cũng có thể nói rằng là những các ý kiến khá gay gắt, nhất là của một số anh em luật sư của Thành phố Hồ Chí Minh.
thì các anh chị em ấy là người ta muốn là tức là những cái người mà lãnh đạo của cái liên đoàn luật sư ấy phải là luật sư lâu năm, phải có kinh nghiệm hoạt động hành nghề luật sư thì làm cái lãnh đạo của cái liên đoàn luật sư thì nó mới sát với thực tế, sát với lại cái bảo vệ cái quyền lợi các thứ của luật sư để nó có hiệu quả hơn. Đấy là cái quan điểm chung là như vậy. Trong luật luật sư hiện hành, dù tổ chức luật sư toàn quốc được xem là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng về đổi mới và phát triển hoạt động luật sư, song kế hoạch thành lập tổ chức luật sư toàn quốc vẫn liên tục bị giới luật sư Việt Nam phản đối vì việc sắp đặt nhân sự lãnh đạo tổ chức này bị cho là thiếu dân chủ, thậm chí vi phạm pháp luật. Quý vị vừa nghe tóm lược quá trình hình thành và phát triển đội ngũ luật sư ở Việt Nam, cũng như những trục trặc trong việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Trong bài tới, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết hơn về diễn biến của công tác nhân sự trong quá trình thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam và vì sao nhiều luật sư giỏi từ chối tham gia Hội đồng Luật sư Toàn quốc. Mong quý vị đón nghe.